Rồi Thái Chí Khang mến chào tất cả các bạn nha. Đây mình đang có mặt ở tại Bến Nhất rồi. Này cặp xong cái ở lò đường Bến Nhất ha. Quý nhân viên các bạn. Quá trời nước luôn. Anh đang cắt lúa đợi nó vô để cho kéo máy lên không có đạp lúa. Kéo hoài không lên à? Đi hoài luôn ha. Nói gì vậy cái đó là? Có 4 tiếng hồ à? 4 tiếng hồ không lên á. Cũng nó không lầy nặng mà sao kỳ ta? Nói dài tới cỡ đó là hả? Ôi, cỡ này mà còn rên, chưa rên. Trời đó. Nó không lầy nặng nhưng mà nó không có chân, nó đi hoài. Các bạn Mỹ Mỹ thằng này nè. Đó, cái này lầy nè. Rồi bắt đầu kéo. Quá trời nói con dây dài tới cỡ đó rồi. Chưa lên nữa. Kia lên dính cái này. Mấy thằng kia lên các bạn. Lại không nặng nhưng mà lại liên tục. Ghe này thank you.
quá lầy, lầy chị không nổi sinh cháu không, bả sinh gì được không? Con kia không chưa lên nữa. Thank you.
vô đều khiên hòm khiên như vô hòm bốn người ha con hộp ra ốc chưa sáng giờ vậy nửa bao rồi mẹ người còn lầy nữa trời ơi lúng rồi kìa ok anh ơi dính luôn rồi cái anh á ơi sao thấp quá rồi má còn xích kìa chị bỏ đây luôn mất luôn á thầy ơi kiểu rồi cắt lúa quá trời luôn. Nè mọi bạn ơi, xin cháo xong rồi. Xin này không có không. Xin phân xin gì? Đúc một bên à, đúc ngang luôn á. Để ngang một cái cục bên đầu à. Đi qua bên kia đi. Cắn hộp số. Mẹ đi làm giùm bả thôi mà đủ mẹ nói hoài. Chó cậu lớn. Không trai hả? Đi
Đủ thề luôn. Tới thằng nữa.
cái luôn. Cháy là lây trời. Ngộ thiệt. Bó tay đó luôn. Tiếng lượt một đi luôn à.